Hello cả nhà. Cả nhà khỏe không? Con cảm ơn cả nhà coi cái YouTube của con nha. Hôm nay con chia sẻ gì? Hôm nay con chia sẻ là ai mà xui á, ai mà không hên á, bị cái này bị cái nọ, không hên không xui rồi không vui gì đó. Rồi cả nhà thấy không? Đây là nắng nè, buổi sáng nè. Nắng á, mình ngồi đây mình phơi nắng phơi nửa tiếng một tiếng gì đó. Rồi mình người Hoa này nói là giường hy á, giống như là mình thiếu điện vậy đó, mình ngồi đó mình chặt điện đi nha, rồi ngồi nửa tiếng một tiếng đi, rồi xong cái đội là cái nón đó chặt nửa tiếng điện, rồi xong cái tự động mình hên mình tới à. Còn cái hồ này nè, hồ nhỏ nhỏ nè, cả nhà thấy không, cả nhà thấy hồ không đó? Bây giờ mình thấy cái hồ vậy không, mình đi một vòng rồi mình chạy một vòng nữa nửa tiếng một tiếng vậy đó. Rồi xong cái mình cũng tự động cái mấy cái hình nó tới lại cho mình. Tự động nó người nó khỏe à. Nhớ nha, phải bữa sáng làm nha, không phải bữa tối đâu nha. Bữa sáng là từ 9 giờ tới 11 giờ rưỡi nha, sau 10 11 giờ rưỡi là không có tính đâu nha. Đó, nghe con nói chưa, từ sáng 9 giờ bữa sáng tới 11 giờ rưỡi bữa sáng đó, thời gian đó đó, sau 11 giờ rưỡi là không tính. Rồi cứ đi vòng vòng nha, nửa tiếng một tiếng nha đó. Ngồi nắng dễ mà, nửa tiếng tiếng ngồi chơi vậy đó, rồi chặt điện đầy xong cái xui nó qua hết, mới hên nó tới đó. Hai cách này con giúp cả nhà đó, rồi ai làm đúng là tốt cho mình thôi đó. Con chia sẻ đó, con lấy tiền đâu nha. Rồi nếu mà học được thấy được giúp người khác cả nhà, người này giúp người kia giúp người nọ, giờ ai cũng tốt hết, hiểu không cả nhà, ai cũng vui hết, thấy không? Đừng lấy tiền được rồi giúp người ta à. Rồi thôi con bye bye cả nhà nha. Hello cả nhà, con chào cả nhà nha. Con mời cả nhà ăn khoai tây chiên với gà nha. Con mời cả nhà ăn nè. Cả nhà khỏe không? Giờ mình ăn khoai tây chiên gà coi nó ngon không nha. Rồi bây giờ con mời cả nhà ăn khoai tây trước nha. Ngon ngon. Khoai tây của nó giòn nha, giòn á cả nhà. Rồi ăn thêm miếng nữa nha. Được được. Ngon ngon. Giờ thêm miếng nữa. Và khoai tây này ngon nha. Rồi bây giờ mình ăn cánh nè. Cánh này thấy nó thơm, nó giòn nha. Rồi con mời cả nhà ăn cái cánh cánh gà nha. Trời ơi. Nó giòn cả nhà ơi, ngon. Được á, giòn quá, giòn quá. Ok rồi, không bye bye cả nhà nha. Cả nhà mình Việt Nam chơi đó, vé máy bay cũng đâu có mắc đâu. Mình mua sớm 700 một vé, 800, 900 một vé cũng có nữa. Mình mua trễ là mình phải trả ngàn mấy, 2 ngàn. Vậy mình muốn trả ít tiền, mình mua sớm vé máy bay nó dễ thôi. Đó, Việt Nam chơi hả, đồ ăn nó cũng dễ, 1 đô mình đổi được 2 mấy ngàn. Đó, 1 tô phở bún bò Huế bún riêu gì đó có 1 đô rưỡi, có 2 mấy ngàn một tô, có 35 ngàn một tô, có tính ra có 1 đô rưỡi. Thấy không, ăn đồ cũng dễ mà cả nhà, đâu có mắc đâu. Nó bởi vì con giải thích đó, ăn đồ cũng dễ, cái gì cũng dễ đó. Đó. Rồi mình không có sợ là ở Việt Nam mắc quá này nọ, mình không có tiền. Nhiều người cũng sợ này sợ cái nọ không dám về. Đồ ăn cũng dễ mà cả nhà, không có mắc đâu. Đó. Bởi vì qua Mỹ 20 năm, 30 năm, 40 năm cứ về đây nha, đừng sợ gì hết đó. Đó, có đó con chia sẻ kinh nghiệm với con đó. Rồi thôi, bye bye cả nhà nha.
bên Mỹ về đây uống nước dừa Bến Tre. À, bà nghe bà chủ nói không? Bà nói là kêu các bạn gì? Nói là... các bạn về miền Nam. À, miền Tây à, miền Nam. À, về Bến Tre. Bến Tre có nước dừa, dừa xin Bến Tre ngọt lắm. Ồ, cái này dừa xin Bến Tre hả? Dừa Bến Tre lên á. Ồ, cái này dừa xin Bến Tre hả? Ồ, là cái nhà dừa xin Bến Tre của bà nè. Dừa Bến Tre nè, ngọt như đường á. Ờ, bà nói ai muốn về Việt Nam chơi nè, ăn dừa xin Bến Tre đó, về bà mình. À, bà chia sẻ vậy đó. Đó đây là chợ nha, chợ Phú Thọ không? Chợ Phú Thọ. Đây chợ Phú Thọ nha cả nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quận 11. Đó, à, chợ Phú Thọ đó, nhiều bán lắm cả nhà, quá trời đồ luôn nè. Con cho nhỏ nhìn coi nè. Qua cái sạp trái cây kìa quay. Rồi. Bán cái gì cũng có đó. Ờ nó khác nó mềm mềm ha. Ờ nhìn nó đẹp. Ờ giống như Malaysia vậy đó. Ừ. Mà cái hộp bự không ha, không biết nữa. Đó, hộp nhỏ luôn. Hộp bự. Bây giờ là hộp viên nó hộp bự người ta chê. Vậy ha. Hello cả nhà. Đây là đường Tôn Thất Hiệp nha. Phường 13 quận 11 á, đường Tôn Thất Hiệp đây nè. Bây giờ con dẫn cả nhà đi một vòng, đây là đường Tôn Thất Hiệp nha, phường 13 quận 11. Đó, đây là đường nào quẹo vô, cả nhà thấy cái tay của con như vậy vô. À bây giờ con đi thẳng đây là có đường Tôn Thất Hiệp nha. Rồi bây giờ mình đi vô nha cả nhà. Đó, vậy đó. Bắt đầu vô đường Tôn Thất Hiệp nó dài lắm. Cái đường Tôn Thất Hiệp nó dài lắm cả nhà. Dạ thấy không? Đó. Nhà bên đây nè, 192 đường Tôn Thất Hiệp thấy không? Đó đây nè. Thấy không? Đó, đây là cái gì đó, thấy không? 163 Tôn Thất Hiệp, phường 13 quận 11 đó. Bây giờ con đang đi đường này, quay vô cả nhà coi nha. Đó, đó, đó là cái đường, một cái dài lắm, đường Tôn Thất Hiệp nó dài lắm cả nhà. Thì con quay vô cả nhà coi nè, đi vòng à. Bây giờ đi vòng cho con cho nhà coi đấy. Đó. Cái này nó dài lắm cả nhà. À. Đó, đường Tôn Thất Hiệp nó dài lắm cả nhà. Wow. Từ hồi nãy con đi tới đây luôn á, cũng còn đường Tôn Thất Hiệp đó. Ồ, đây có bán nhà nữa hả? À. À. Ồ, đây có bán trà tóc. Ồ, có điện thoại. Đây bán điện thoại nè, bán gì? Đó. Đường Tôn Thất Hiệp cái đường dài thiệt nha. Thôi mình đi tiếp nha. Rồi tiếp theo đây nha, bò dài quá. Dài lắm. Thank you.
Hello cả nhà, con chào cả nhà, con chào chú bác anh chị nha. Hôm nay con chia sẻ du lịch về Việt Nam chơi. Đó, nhiều người nói ơi về Việt Nam cần đem gì đem gì, không có cần đem gì hết á, đem tiền thôi, đem đô la. Tại vì con về Việt Nam chơi á, tại hai mấy năm con chưa về, con về đó gia đình của con dặn con là đem đô la. Tại con đem quần áo, đem kẹo đồ ở bị la nha. Rồi bây giờ con học được bài học rồi, đem đô la thôi nha cả nhà. Đó, nó nhẹ nữa. Đó, gia đình của con nói đúng đó. Đó. Rồi xong cái con về trong xóm đâu có ai biết con là ai, tại trời ơi, mấy chục năm, hai mấy năm chưa về mà ai mà nhớ con là ai đâu, đúng không? Đó, bởi vì đừng có học con nha. Hai mấy năm mới về là chết hết bà con, chết ở trong xóm đâu biết ai mình là ai đâu. Đừng có để tới hai mấy năm cả nhà ơi, ba năm về lần được rồi. Cái đó con kinh nghiệm con chia sẻ cho cả nhà đó. Con về trong xóm hả, có nhiều người hả qua Mỹ, nhiều người đi Canada, nhiều người đi Úc, 30 năm không dám về Việt Nam. Giờ con hỏi tại sao đó, giờ mấy người đó nói ô tại vì Việt Nam sợ Việt Nam xin tiền, sợ bà con xin tiền bởi không dám về. Trời ơi, sợ cái gì? Mình có tiền nhiều mình cho nhiều, có ít cho ít thôi, còn sợ mặt mũi nữa, đúng không? Đó, mình muốn về hả, cách nào cũng về được, mình không muốn về cách nào cũng không về được, đúng không? Đó, dễ mà, ai cũng thích mặt mũi hết. Bởi vì con có không hiểu nữa đó, con chia sẻ con không phải dạy ai hết. Bởi vì con nói ai mà chơi về Việt Nam 30 năm về đây nha. Tại biết con biết tại sao con nói vậy không? Ok, sống lão bệnh tử ai cũng phải chạy qua, đúng không? Nhiều người bùm cái chết bye bye rồi đó, muốn về cũng về không được, đúng không? Bởi vì đừng có qua Mỹ 30-40 năm chưa về, xong cái mình có chuyện gì cái về không được là hối hận luôn. À, giống như bạn của con, ba của bạn của con tháng 11 con về đó, con vũ ổng về, ổng nói ư năm sau đi đó, cứ vũ ổng cứ năm sau đi, cứ vũ cứ hẹn qua hẹn lại hoài. Rốt cuộc đó ổng bị đi tắm á, ổng bị té vợ gãy xương, nứt xương, bây giờ què luôn, hết về được luôn, tàn phế luôn. Ừ đó. Thấy không? Bởi vì con nói á, mình còn đi được, ok cứ về đi, đừng có đợi tới mình nó què cái ngồi xe lăn cái là khó về lắm. Về ai đẩy mình về, đi đâu người ta đẩy hả, mệt lắm đúng không? Đó, được về về đi, đừng có sợ cái này sợ cái nọ. Nhiều người sợ ơi mình về bển nè, bà con của con với bạn con cũng sợ đó, ổng bả đó sợ về Việt Nam xin tiền đó, mình cho ít không cũng như mất mặt đồ á, cho nhiều sợ không có tiền. Trời ơi, mất mặt cái gì, gia đình mà, đúng không? Bà con mà, nói thẳng cho nó nghe, mình ở bên đây làm sao, bên ấy mình làm sao, mình đâu phải là lụm tiền đâu, lụm vàng đâu, dớt xuống đâu, cũng làm khổ lắm, cực khổ lắm, đúng không? Có nhiều cho nhiều, có ít cho nhớ ít thôi, đúng không? Mình cho hả, không thích hả? Rồi trả lại đi. Tại sao mình cho, xong không kêu người bà con mình cho lại cho mình? Đâu có công bằng đúng không? À, có qua có lại chứ. Đó, có đó con chia sẻ đó. Bởi vì đừng có sợ. Nó nhiều người sợ không dám về. 30 năm bà cô của con sợ tới 30 năm dám về. Sợ về xin tiền, mình không có tiền cho, quê đó mắc mặt. Quê cái gì? Về bển có nhiều cho nhiều, có ít cho ít vậy thôi. Đó. Nếu mà ở bển bà con chết hả? Thôi trả lại cho tôi đi. Đó. Sao không thích hả, trả lại vậy thôi, đâu cái gì đâu. Trời ơi, cứ sợ tới hả mấy chục năm không dám về đó. Con chia sẻ kinh nghiệm của con đó, về bển cũng dễ lắm. Con về bển hả, con đâu có ở nhà bà con đâu, con về bển ở hotel. Hotel có 20 mấy đồng, 20 mấy đô một đêm,
ba mấy đô cũng có, bốn mấy đô có, tám mươi mấy đô cũng có. Mình ở cái bốn mấy đô trở, bốn mươi mấy đô trở lên là ngon rồi, đẹp rồi, không có cần ở mấy cái 100 đô 200 đô đâu, 45 đô trở lên là tốt rồi. Còn 45 đô trở xuống là không tốt, 30 đô 20 đô cái đó là không tốt, nó cũ cũ đó, nó dơ thôi đó. Cái đó là con chia sẻ với cả nhà đó, kinh nghiệm của con đó vậy thôi. Con về bển con thăm gia đình, con cũng ở hotel đâu có ở gia đình đâu, bà con đâu đó, vậy thôi. Mình về mình thoải mái thôi, mình làm năm 2 năm rồi dàn lận thôi, vậy thôi đó. Trời, thời gian chơi qua nhanh lắm cả nhà ơi. Ở cái chớp mắt cái mấy năm, năm 10 năm rồi không về, cái trời tới hả, què hết về luôn đó. Đó rồi, cái đó con chia sẻ thôi nha. Rồi thôi, bye bye cả nhà nha, chia sẻ, bye bye cả nhà ơi.